10 nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của khoa học mà thế giới mới phát triển như ngày nay. Không phải nghiên cứu nào cũng đạt được thành quả ngay lập tức, mà cần phải qua một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự hy sinh và thời gian để ghi nhận. Và để so sánh giữa những nhà khoa học và các công trình với nhau cũng là một điều khó. Tuy nhiên, trong bài viết này, Sinh đưa ra một danh sách 10 nhà khoa học vĩ đại nhất dựa theo xếp hạng của WorldTop. Có lẽ rằng khó mà có thể phân định ai hơn ai, nhưng tất cả họ đều là những nhà khoa học nổi tiếng trong thời kỳ lĩnh vực của họ. 1. Albert Einstein. Người đầu tiên trong danh sách là nhà vật lý Albert Einstein. Ông sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái. Ông là một nhà vật lý thuyết người Đức, được coi là cha đẻ của vật lý hiện đại và cũng là người phát triển thuyết tương đối. Đây được coi là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông. Ông nhận được giải Nobel vật lý năm 1931. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã công bố hơn 300 bài báo khoa học cùng 150 đề tài ngoài khoa học. Có một điều thú vị rằng, 3 tuổi, Einstein mới biết nói, và cho đến năm 8 tuổi, khi bắt đầu học đọc, ông vẫn nói không thạo. Tuy nhiên, ông lại bắt đầu mày mò với khoa học từ rất sớm. Từ khoảng 10 tuổi, ông đã bắt đầu mày mò làm các mô hình và thiết bị cơ học. 2. Isaac Newton. Chắc chắn chúng ta không còn ai lạ lẫm gì với giai thoại quả táo rơi xuống đầu giúp Newton đưa ra thuyết vạn vật hấp dẫn. Isaac Newton sinh ra trong một gia đình nông dân tại Anh, sau đó được gửi lên thành phố để học tiếp trở thành một luật sư. Ngay từ đầu, ngành học của ông là triết, nhưng cùng lúc Newton cũng bị cuốn hút bởi toán học, quang học và cả thiên văn học. Ông rất tài năng và đã đặt ra được những nền tảng cơ bản nhất cho vật lý mọi thời đại. Tuy nhiên, ông không chỉ là một nhà vật lý tài năng, mà còn là một nhà thiên văn học, triết học, toán học và giả kim. Những thành tựu ông để lại được coi là cực kỳ quan trọng. Nền tảng của cơ học cổ điển của ông đã thống trị các quan niệm về vật lý khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo thời kỳ đó. Trong toán học, ông cùng Leibniz đã cùng nhau phát triển phép tính vi phân và tích phân. Ngoài ra, Newton còn đưa ra nhị thức Newton tổng quát. Nhiều đánh giá khác cho rằng, chính Newton chứ không phải Einstein mới là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử khoa học. 3. Galileo Galilei. Trước thời đại của Newton khoảng gần 200 năm, nhà khoa học nổi tiếng nhất bấy giờ là Galilei. Ông là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý. Ông đã có những đóng góp rất quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Về thiên văn, ông đã có những cải tiến cho kính thiên văn và là người ủng hộ chủ nghĩa Copernicus. Sự chuyển động của các vật thể tăng tốc đều được dạy ở hầu hết trong các khóa học về vật lý của các trường trung học và cao đẳng đã được Galileo nghiên cứu trong chủ đề về chuyển động học. Những đóng góp của ông trong thiên văn học quan sát gồm việc xác nhận các tuần của sao Kim bằng kính thiên văn, phát hiện 4 vệ tinh lớn nhất của sao Mộc, được đặt tên là các vệ tinh Galileo để vinh danh ông, và sự quan sát và phân tích vết đen mặt trời. Galileo cũng làm việc trong khoa học và công nghệ ứng dụng, cải tiến thiết kế la bàn. Sự bên vực của Galileo dành cho chủ nghĩa Copernicus đã gây tranh cãi trong đời ông. Quan điểm địa tâm đã là thống trị từ thời Aristotle, và sự tranh cãi nảy sinh sau khi Galileo trình bày thuyết nhật tâm như một minh chứng khiến giáo hội Công giáo Roma cấm tuyên truyền nó như một sự thật đã được chứng minh. Vì nó chưa được chứng minh theo kinh nghiệm ở thời điểm ấy và trái ngược với ý nghĩa của Kinh Thánh, Galileo cuối cùng buộc phải từ bỏ thuyết nhật tâm của mình và sống những ngày cuối đời trong cảnh bị quản thúc tại gia theo lệnh của tòa án dị giáo La Mã. 4. Charles Robert Darwin. Darwin là một nhà nghiên cứu người Anh nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học. Chúng ta thường biết tới ông qua lý thuyết chọn lọc tự nhiên, lời giải thích chính yếu cho quá trình tiến hóa của con người. Đây được coi là lý thuyết thống nhất cho các ngành khoa học sinh vật vì có thể đưa ra lời giải thích nguyên lý cho sự đa dạng loài. Cuộc đời ông dành cho khoa học, ông đã mất 5 năm đi vòng quanh thế giới để có thể nảy sinh và chứng minh được sự hợp lý trong công trình của mình. Ban đầu, công trình này gây ra tranh cãi với giáo hội. Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng được cả thế giới khoa học chấp nhận. 5. Aristotle.
tiếp tục trong danh sách là khoa học Hy Lạp cổ đại Aristotle. Lĩnh vực nghiên cứu của ông cũng được trải dài từ vật lý học, siêu hình học, lý luận học, ngôn ngữ học tới cả những vấn đề như thơ văn, kịch nghệ, âm nhạc. Ở thời điểm của mình, cùng với Platon và Socrates, ông là trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại. Lý thuyết về ngành động vật học của Aristotle đã không thay đổi và được giảng dạy tại tất cả các trường học trong nhiều thế kỷ cho tới khi nhà khoa học người Anh Charles Darwin đề cập tới thuyết tiến hóa vào thế kỷ 19. Số lượng sách ông để lại cũng rất lớn với đủ các thể loại, tuy nhiên số lượng còn lại đến bây giờ là rất ít. 6. Thomas Edison. Không nhà khoa học nào trong lịch sử đạt được thành tựu được cấp bằng sáng chế với số lượng lên tới hơn 1.000 sản phẩm như Edison. Ông không chỉ là một nhà sáng chế đại tài mà cũng là một thương nhân tài ba. Thực tế rằng có nhiều phát minh ý tưởng ban đầu không phải là của ông, nhưng sau khi được ông thay đổi và sáng tạo lại đã thành công. Điển hình là bóng đèn. Không những vậy, nhiều công trình sáng tạo cũng là tác phẩm của nhiều người làm việc cho ông. Thời đi học, ông nổi tiếng với tính cách hiếu kỳ và sự ốm yếu. 7. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Tiếp theo trong danh sách là một bá tước người Ý. Ngay từ nhỏ, ông đã say mê khoa học tự nhiên. Khi trưởng thành, ông trở thành giảng viên vật lý và triết học tại quê hương. Từ sau những năm 1765, ông bắt đầu quan tâm đến hiện tượng tĩnh điện, nghiên cứu về nó, và cho đến năm 1769, cuốn sách về tĩnh điện của ông đã được ra mắt, về sự hấp dẫn của điện, giải thích về một số hiện tượng tĩnh điện. Vào năm 1776, ông là người đầu tiên phát hiện ra khí methane. Sau đó một thời gian, ông phát minh ra biên điện. Đơn vị thế vôn được đặt theo tên của ông. 8. Stephen Hawking. Sau Albert Einstein, người ta không hy vọng có thêm một thiên tài khoa học xuất chúng xuất hiện trong thế kỷ 20 nữa. Tuy nhiên, Stephen Hawking đã xuất hiện và trở thành điểm sáng. Ông là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả của nhiều công trình khoa học tiêu biểu là lý thuyết kỳ dị hấp dẫn và tiên đoán lý thuyết hố đen phát ra bức xạ. Hawking cũng nổi tiếng với việc viết những cuốn sách phổ biến khoa học, trong đó ông thảo luận lý thuyết của ông cũng như vũ trụ học nói chung, cuốn Lược sử thời gian. Ông bị một căn bệnh hiểm nghèo và chỉ có thể giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói. 9. Louis Pasteur. Tiếp theo trong danh sách là một nhà khoa học nổi tiếng người Pháp, Louis Pasteur. Lĩnh vực của ông là vi sinh vật học. Có một điều thú vị rằng ông chưa bao giờ chính thức học y khoa, mà ngành học của ông là văn và toán. Sau này, ông có theo học cả hóa học, vật lý và thân thể học. Nhà khoa học này có rất nhiều thành tựu khoa học liên quan tới nhiều các lĩnh vực khác nhau như tinh thể học, phát hiện nấm men và tác nhân gây nên quá trình lên men, các công trình nghiên cứu về bia và rượu vang, một số bệnh của động vật, chứng nhiễm trùng, điều trị dự phòng bệnh dại. Ông cũng là thành viên của rất nhiều viện hàn lâm tại Pháp cũng như ở nước ngoài. Nhiều ngôi làng và đường phố trên thế giới mang tên ông. Có thể nói tài năng và cống hiến của ông đã vượt qua biên giới địa lý và chính trị. 10. Jagadish Chandrapal. Đây là một nhà khoa học Ấn Độ. Ông vừa là nhà vật lý, sinh vật học, thực vật học, khảo cổ học lừng danh thế giới. Ông đã từng có những thành công lớn đối với radio và lò vi sóng. Ông là một trong những nhà sáng lập Học viện Khoa học Quốc gia Ấn Độ, Chủ tịch Hội nghị Khoa học Ấn Độ lần thứ 14, là thành viên của Học viện Hoàng gia Anh, thành viên Học viện Khoa học Vienna, Áo, thành viên Hội Khoa học Phần Lan, v.v. Ông được Hoàng gia Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 1917. 7 loài săn mồi ăn thịt rắn độc như ăn kẹo. Nhím hedgehog với bộ gai đâm lợi hại. Cây menget biết mê hoặc. Lửng mật ong với răng nanh sắc nhọn và khả năng chết đi sống lại là những kẻ săn rắn thiện nghệ được thiên nhiên ban tặng món quà miễn dịch với chất độc, nên chúng có thể giết và ăn thịt các loài rắn cực độc trong tự nhiên. 1. Nhím hedgehog. Ít ai nghĩ một loài động vật chậm chạp như loài nhím hedgehog lại có thể giết chết một con rắn độc. Đơn giản vì nó có một loại áo giáp lợi hại nhờ vào chính bộ lông đầy gai nhọn, cộng với khả năng miễn dịch nọc độc của rắn gấp 35 đến 45 lần so với lợn khini và chịu được lượng độc arsen gấp 25 lần con người. Nhờ đó, hedgehog có thể tấn công, gây thương tích rồi tiếp cận và cắn nát cổ con rắn.
nhưng nếu bị rắn cắn vào mõm, nhím cũng có thể tử vong. 2. Lửng mật ong, Rattle. Lửng mật ong khét tiếng với khả năng giết chết rắn.